Xin chào anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Trên video anh em đang xem đây là mẫu xe Peugeot 2008 Trong video trước em đã cập nhật chính sách bán hàng của các phiên bản Peugeot 3008 đàn anh của chiếc 2008 cho anh em rồi Thì trong video ngày hôm nay sẽ cập nhật cụ thể và chi tiết nhất cho anh em về thông số kỹ thuật cũng như là chính sách bán hàng thời điểm đầu tháng 11 của mẫu xe Peugeot 2008 để anh em tham khảo Mẫu xe Peugeot 2008 là mẫu xe nằm trong phân khúc gầm cao cỡ B và là mẫu xe được lắp ráp tại Việt Nam. Trong phân khúc này, những mẫu xe lắp ráp đang được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ thì chỉ có 3 cái tên thôi. Đó là chiếc Hyundai Creta, Kia Sentos và chiếc Peugeot 2008. Trong 3 mẫu xe này thì chỉ có duy nhất mẫu xe Peugeot là mẫu xe mang thương hiệu của Pháp. Và đặc trưng của xe Peugeot khi chạy trên đường thì anh em có thể nhận biết được ra ngay. Rất khác biệt so với các mẫu xe còn lại. Và trong phân khúc gồm cao cỡ B Peugeot 2008 còn cạnh tranh trực tiếp Với các mẫu xe nhập khẩu Đó là chiếc Honda HR-V Chiếc Toyota Yaris Cross Chiếc Mitsubishi x Chiếc Mazda CX-30 Và một số những mẫu xe khác Thời điểm tháng 11 này Với mẫu xe Peugeot 2008 Anh em vẫn đang được hỗ trợ giảm tiền mặt rất nhiều Phiên bản thấp nhất là bán hiện tại bây giờ Chỉ có hơn 680 triệu thôi Cũng chỉ tương đương với chiếc Mazda CX-30 Hay là chiếc Honda HR-V Trước đây thì Peugeot 2008 giá bán rất cao, bán thấp cũng phải hơn 700 triệu. Và em xin phép nhắc lại chính sách bán hàng của hãng xe Peugeot phân vùng thị trường như hai hãng xe Mazda và Kia. Và phiên bản đầu tiên em sẽ cập nhật cho anh em về thông số kỹ thuật cũng như là chính sách bán hàng đầu tháng 11 này đó là chiếc Peugeot 2008 phiên bản Active. Về thông số kỹ thuật, Peugeot 2008 phiên bản Active có thông số cụ thể như sau. Xe sử dụng động cơ 1.2 cùng hộp số tự động 6 cấp cho công suất cực đại là 133 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng trên phút. Trục cơ sở của xe là 2.650 mm, khoảng sáng gầm là 17,5 cm. Xe đạt vận tốc tối đa là 196 km h và tăng tốc từ 0 cho đến 100 km trong vòng 10,2 giây. Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp là khoảng 5,9 lít trên 100 km theo điều kiện tiêu chuẩn xe sử dụng phanh đĩa cả bốn bánh đi kèm bộ mâm hợp kim lúc 17 inch. Về ngoại thất, cụm đèn trước dạng LED có đèn daylight đặc trưng của xe Peugeot, cụm đèn hậu full LED móng vuốt sư tử, gương chiếu hậu bên ngoài được sơn đen chỉnh điện gập điện, tích hợp sấy gương và báo rẽ. Về nội thất, xe trang bị màn hình thông tin 3.5 inch đi kèm bên cạnh là màn hình giải trí trung tâm 7 inch có kết nối Apple CarPlay và Mirroring. Hệ thống âm thanh sẽ được trang bị bốn loa Xe sử dụng ghế da chỉ cam, ghế lái chỉnh điện, hàng ghế sau được gặp được 60-40, vô lăng được bọc da, chỉ cam. Ốp nội thất vân carbon, xe có điều hòa một vùng. Về hệ thống an toàn, xe trang bị chống bó cứng phanh, phân phối được phanh điện tử, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, xe có camera lùi, cảm biến sau. Hệ thống thu khí, xe được trang bị 4 thu khí. Xe có chìa smart key, có phanh tay điện tử, có cảnh báo áp lốp, gián tiếp. Giá niêm yết của nhà máy là 719 triệu thì tại thời điểm này anh em đang được hỗ trợ tiền mặt giá bán cuối cùng cho anh em là 684 triệu. Vẫn đặng thêm anh em một số những phụ kiện khi mà anh em mua xe trực tiếp tại cơ sở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bên em. Với giá bán này, giá xe ra biển số lăn bánh cùng với những thông tin trả góp, em xin phép cập nhật chi tiết cho anh em để anh em tham khảo như sau. Anh em ở Hà Nội, ra biển số sẽ là 751 triệu, cần trả trước 170 triệu. Các tỉnh áp thuế 12% thì sẽ là 732 triệu cần trả trước 151 triệu. Các tỉnh áp thuế 10% thì sẽ là 724 triệu, cần trả trước 143 triệu. Và biển thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 744 triệu, cần trả trước 162 triệu. Như vậy thì anh em sẽ vay ngân hàng gói vay tối đa là khoảng 581 triệu trong thời gian vay 8 năm. Gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ thanh toán ít nhất là khoảng 9,5 triệu. Tháng thứ hai trở đi sẽ theo dư nợ giảm dần và phiên bản thứ hai phiên bản cao cấp nhất đó là chiếc Peugeot 2008 phiên bản Cityline. Về thông số kỹ thuật, phiên bản này có những trang bị vượt trội hơn so với phiên bản Active cụ thể như sau. Cụm đèn pha được trang bị cảm biến tự động, xe có trang bị gạt mưa tự động, có thanh giá nóc. Về nội thất, xe có màn hình trung tâm điện tử 10 inch hiệu ứng 3D. Hệ thống điều hòa thì xe được trang bị điều hòa tự động và có 6 loa. Về hệ thống âm thanh thì xe được trang bị 6 loa. Về hệ thống an toàn Xe được trang bị thêm cảm biến trước Về túi khí thì xe được trang bị 6 túi khí Và được trang bị thêm những tính năng an toàn mà bản Active không có Đó là cruise control, giới hạn tốc độ Có phanh an toàn chủ động Có hỗ trợ giữ làn đường Có hệ thống nhận diện biển báo tốc độ Nhắc nhở người lái xe tập trung Có cảnh báo điểm mù Giá niêm yết của phiên bản này là 769 triệu Hiện tại phiên bản này anh em đang được giảm đôi chút tiền mặt Giá bán cho anh em bây giờ là 758 triệu Vẫn tặng anh em một số phụ kiện cơ bản khác với giá bán này giá xe ra biển số năm bánh cùng với những thông tin trả góp em xin phép cập nhật chi tiết cho anh em để anh em tham khảo như sau anh em ở hà nội ra biển số sẽ là 827 triệu cần trả trước 183 triệu các tỉnh áp 12% thì sẽ là 807 triệu cần trả trước 163 triệu các tỉnh áp thuế 10% thì sẽ là 800 triệu cần trả trước 155 triệu và biển thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 819 triệu cần trả trước 175 triệu như vậy thì anh em sẽ vay ngân hàng gói vay tối đa là khoảng 644 triệu trong thời gian vay 8 năm. Thì gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 10,5 triệu. Anh em lưu ý, giá xe ra bị số năm bánh của hai phiên bản Peugeot 2008 em tính trong video đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước rồi. Anh em có thể xem trên màn hình. Anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp thì sẽ phát sinh thêm hai khoản chi phí nữa đó là bảo hiểm thân vỏ cùng với dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Hai khoản này anh em mua trả thẳng thì không bắt buộc. Và như vậy trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chính sách bán hàng của hai phiên bản Peugeot 2008 thời điểm đầu tháng 11 em cập nhật cho anh em. Hy vọng những thông tin chia sẻ trong video sẽ giúp ích cho anh em trong việc tham khảo và lựa chọn mua xe cho phù hợp tại thời điểm này. Cảm ơn anh em. Hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.